Trịnh Công Minh Châu xin gửi tới quý vị và các bạn bộ hoành phi câu đối với kích thước 1m76 nhân với cả 50 và câu đối là 30 nhân 1m76. Được chúng tôi chế tác hoàn toàn bằng chất liệu gỗ hương đỏ Nam Phi và đã được mạ vàng 4 số 9. Bên cạnh là những cái chữ hiếu này là vàng của Đài Loan. Còn đây của chúng tôi những cái bộ quân tư câu đối này là bằng vàng 4 số 9. Độ bền vĩnh cửu luôn. Và độ bóng mịn rất là đẹp. Câu đối là tổ tông công đức thiên.